Xin chào các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ chơi trò kẹp bóng vào chân, sau đó đi đến phía trên kia, đi đến đích và chúng ta làm vỡ bóng. Ai mà làm vỡ bóng nhiều hơn thì người đó sẽ chiến thắng. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu chơi nhá. Trao thưởng cho người chiến thắng. Yeah. Wow, cái gì cho mày ăn với. Hình phạt cho người bị thua. Wow. Đâu xem bên trong là cái gì nào. Hình như cái này là wow, cái này là cái gì này? Đúng rồi. Đó, bắn bóng. Channel.